Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thuốc Nam của bạn. Trong video này, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị thuốc, đó là ngải cứu. Ngải cứu còn có tên gọi khác là ngải diệp, thuốc cứu, điềm ngải, nhã ngải, băng đài, y thảo, trích thảo, thuộc họ cúc. Đây là loại cây thảo sống lâu năm, thân khỏe cao 50-60cm, có rãnh, lá xẻ lông chim, có lông trắng ở mặt dưới, màu trắng tro, mặt trên nhẵn, màu lục sẫm, lá có mùi thơm, hoa mọc thành chùy kép, gồm rất nhiều cụm, hoa hình đầu, phân bố mọc nhiều nơi ở Việt Nam và nhiều nước khác ở châu Á. Thu hái, chế biến, hái cành và lá vào tháng 6 tương đương với ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, phơi khô trong dâm, cho khô. Khi hái về, phơi khô, tán nhuyễn, dây lấy phần lông trắng và tơi gọi là ngải nhung, dùng làm mồi cứu, bào chế. Phơi khô giã nát, bỏ gân xanh, cho một ít lưu hoàng ngải, dùng để cứu, cho ít bột gạo, thì dây giã nhỏ, dùng để uống. Ngày mùng 5 tháng 5, âm lịch, giờ mùi, 13 đến 15 giờ, ra vườn, lặng yên không nói gì cả. Cắt ngải cứu đem về, phơi trong dâm cho khô, càng để lâu càng tốt. Trung Quốc dược học, đại từ điển. Theo kinh nghiệm Việt Nam, rửa sạch, thái ngắn phơi khô, khi dùng ngải để cứu, ngải nhung thì có thể sao qua, tán bột, bỏ sơ, dùng tươi thì rửa sạch, giã vắt lấy nước uống, bảo quản để nơi khô ráo, tránh ẩm, thỉnh thoảng nên phơi lại. Dược lý có tác dụng kháng khuẩn, có tác dụng cầm máu, giảm ho, tác dụng hóa đờm, tác động đối với tử cung, trích hoặc uống ngải cứu gây nên co bóp mạnh tử cung. Theo y học cổ truyền, ngải cứu có vị đắng, cay và tính ẩm, quy kinh, vào kinh tỳ thận phế, bản thảo tân biên, vào kinh tâm thận, bản thảo tái tân. Tác dụng của ngải cứu: lý khí huyết, đuổi hàn thấp, ấm kinh, ngừng máu, an thai, trị tâm bụng lạnh đau, tiết tả, chuyển gấp, lị nâu, nôn máu, máu cam, ỉa máu, kinh nguyệt không đều, băng lậu, khí hư, thai động không yên, ung nhọt nở loét, ngứa nở ghẻ. Chủ cứu 100 bệnh, có thể làm thuốc sắc, ngừng đi lị, nôn máu, vùng hạ bộ nở loét, đàn bà lậu huyết, lợi âm khí, sinh cơ nhục, tránh phong hàn. Giã lá để cứu 100 bệnh, ngừng máu tổn thương, nước lại giết run đũa, rượu đắng, sắc lá, chữa ngứa, huyết an thai, ngừng đau bụng, ngừng lị đỏ trắng, cùng với năm tạng bị trĩ ra máu, máu uống lâu, ngừng lị lạnh, lấy nã ra nước uống, trừ khí, xấu tâm bụng, chủ trị ra máu, máu cam, lị ra máu mủ, thường sắc cùng hoàn tán, trị vết đâm chém, băng huyết, miệng nôn, chôn tháo, ngừng thai lậu, loạn, chuyển gân, trị đau tâm, mũi đỏ kiêm ra khi hư, trị hầu họng bế tắc, nóng đau, ăn uống có trở ngại, giãn nước ngậm nuốt, trị bạch đới gây bệnh, bụng trướng đầy, eo lưng lạnh như ngồi trong nước, ôn trung đuổi lạnh, trừ thấp. Và sau đây là một số bài thuốc và vị thuốc trị tử cung lạnh, huyết trắng, đới hạ, tay chân đau nhức, ăn uống ít, kinh nguyệt không đều, bụng đau, khó thụ thai. Bạch thược 120g, đương quy 120g, hoàng kỳ 120g, hương phụ 240g, ngải cứu 120g, ngô thủ du 120g, quan quế 20g, sinh địa 40g, tục đoạn 180g, xuyên khung 120g, làm hoàn mỗi ngày uống 10 đến 14g, chia 3 lần. Kinh nguyệt ra nhiều, rong huyết do huyết hư, ngải cứu 12g, sinh địa 10g, đương quy 10g, bạch thược 5g, xuyên khung 3g, sắc với 800ml, còn 300, lọc bỏ bã, thêm 12g a dao vào quấy đều, chia 3 lần uống trong ngày. Trị tử cung lạnh làm cho vô sinh, bạch thược đương quy hương phụ ngải cứu thục địa, xuyên khung, tùy chứng da giảm, tán bột làm viên, ngày uống 12-16g. Phụ nữ bị các chứng hư, kinh nguyệt không đều, đau nhói do khí huyết, bụng sườn đầy trướng,
Đương quy ngải cứu đều 80g hương phụ, 240g sắc uống. Chỉ định và phối hợp xuất huyết do yếu và hàn, đặc biệt là chảy máu tử xung. Dùng phối hợp ngải cứu với a dao dưới dạng dao ngải thang. Suy và lạnh ở hạ tiêu, biểu hiện như đau bụng, hàn, loạn kinh nguyệt, vô kinh và khí hư. Dùng phối hợp ngải cứu với đương quy hương phụ, xuyên khung và ô dược. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ nhấn like và nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.